Tôi đang tới vườn hoàng kim của anh Việt và bây giờ anh Vy xin lỗi anh Vy, chúng tôi sẽ hai anh em chúng tôi sẽ mở cái hoàng kim này ra và vặt ngay tại chỗ cho quý vị xem nè. Wow, đây là quất quá tuyệt vời. Cái này bao nhiêu gram anh? Cái này khoảng 350 gram. 350 gram cái này bây giờ đang còn nằm trên cây nhá. Và bây giờ mời anh vặt cái này dùng. Thôi em vặt cho sướng, em vặt nha. Rồi cho anh thưởng thức chứ. Wow, vú sữa hoàng kim. Vú sữa hoàng kim. Và bây giờ tôi cũng sẽ chính tay tôi sẽ bóc ra ăn thử coi trái vú sữa hoàng kim nó như thế nào nhá. Trời, nhìn thấy nó mỏng quá anh ha. Mỏng. Nước quá nhiều lắm anh. Sữa nhiều ghê luôn. Wow. À, thưa quý vị và các bạn, cái trái vú sữa hoàng kim này nó giống như trái vú sữa của mình, nhưng mà thực sự ra cái màu thì nó giống như là trái trứng gà vậy. À, trái trứng gà là trái Legima đấy. Nhưng mà thực sự anh có thể cầm giùm em cái này không? Bây giờ em thử ăn thử cho sao nhá. À, độ ngọt của trái này thì trên 12 rít đây. Trên 12 rít. À, trái ra 9 tháng trên 1 năm. Không thể nói cái gì được nữa bạn các bạn ơi. Ngon cực kỳ ngon. Không thể so sánh rồi các bạn. Không thể gì, vú sữa cũng coi như là bó tay với nó rồi. Ngon quá. Cái này hạt lớn. Ôi nhưng mà cái hạt này mình còn trồng được nữa không anh? Cái hạt này thì màu hạt như thế này là chúng ta phải bỏ rồi. À bỏ à? Chứ không có thể trồng được nữa. Chúng ta nhìn cái loại hạt nào đực hay cái thì tôi sẽ biết. Ô, con ruồi mà đực cái còn biết thì đừng nói là cái vỏ của mình có như thế nào. Trái hoàng kim này thì hiện tại là trên thị trường một số siêu thị và cửa hàng cao cấp thì đang bán khoảng là 400-500 ngàn đồng một ký. Nhưng mà về với trang trại của chúng tôi thì chỉ 100 ngàn thôi. Vậy là nãy giờ đang ăn cái này của anh hết 50 ngàn phải không? 50 ngàn đó. Quá ngon, ăn ngang hết. Đây, kỹ sư đàn. Làm miếng đi. Nói chung là bông nóng đai. Mời. Kỹ sư liên đâu ơi? Liên. Kỹ sư nương là vô đây mê mẩn với em hoàng kim này. Rất đặc biệt. Mà chắc là chắc ngay ấy chắc được. Quá ngon. Trái kia không bao được. Bây giờ trái màu xanh này đoạn. Không còn nói gì được nữa. Rất là quá. Trái này